Xin quý cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm của Vinmart. Mọi người cũng đã biết, với thời đại phát triển hiện nay thì các dòng máy xét gạo mini ra đời thay thế cho các cái bộ truyền thống rất là nhiều. Nhưng đối với các cơ sở kinh doanh về lúa gạo, các cái cơ sở chế biến sản xuất thì máy truyền thống vẫn khiến mọi người quan tâm sử dụng. Ngày hôm nay, sản phẩm mà em muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đó là một cái bộ phận trong dây chuyền xét gạo liên hoàn, đó là một chiếc máy trà trắng hay nhiều khách hàng thường gọi là máy đánh bóng gạo. Với cái sản phẩm này có tất cả là 3 model, model 750, model 850 và model 1050. Ngày hôm nay khách hàng của bên em sử dụng model 1050 nên em sẽ lên review kỹ hơn cho quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng có thể tham khảo cái sản phẩm này, tham khảo cái model này. Cái sản phẩm này sử dụng motor với công suất lớn. Thường là khách hàng sẽ sử dụng điện 3 pha với công suất từ 7.5 kW trở lên. Và ngày hôm nay khách hàng bên em thì chỉ mua cối không thôi. Đó, khách hàng đã có động cơ sẵn rồi. Xung quanh máy này, vỏ máy này làm bằng chất liệu bằng kim loại và được sơn một lớp sơn tĩnh điện giúp máy bền hơn và không bị chịu các cái tác động của môi trường. Giới thiệu qua cho tất cả mọi người các cái chi tiết các bộ phận của máy. Đó là cái phần cửa nạp này. Gạo sau khi được sát nứt thì chúng ta sẽ cho vào chiếc cối này. Gạo nứt sẽ được đi xuống đây. Bộ phận buồng trà trắng ở đây, đánh bóng ở đây sẽ làm nhiệm vụ để đánh bóng. Sau đó thì gạo sẽ được đưa ra ở đây là cửa xả. Có hai thành phẩm được đưa ra, đó là gạo trắng và cám. Phần cám thì sẽ được đưa ra ở bên cửa bên đây. Đây ạ. Lắp một cái phễu vào đây nữa ạ. Đây là vị trí giúp chúng ta có thể điều chỉnh được độ bóng bộ trắng của gạo. Mọi người sẽ điều chỉnh cái núm này, cái núm xoay này. Còn tại cái núm vàng này thì rất nhiều khách hàng hỏi là cái núm này để làm gì. Khi mà chúng ta cho gạo nứt xuống thì mọi người có thể là điều chỉnh được cái độ nhanh, độ chậm bằng cách là nhấn cái nút vàng. Các dòng máy mini hoặc là các cái dòng máy thông thường trên thị trường, để mà chúng ta muốn điều chỉnh được cái tốc độ gạo xuống thì nó sẽ có một cái máng ở đây để chúng ta kéo ra kéo vào. Nhưng với sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng núm vàng ở đây, chúng ta sẽ xoay núm để điều chỉnh. Motor sẽ được nằm gọn ở bên trong máy, mọi người có thể nhìn thấy này. Mình mở máy ra mọi người có thể nhìn thấy cái bộ phận ở sàng. Đây sàng chéo này. Để chúng ta có thể đánh bóng, đánh sáng được gạo. Khi chúng ta lắp motor thì mọi người sẽ tháo 5 cái ốc này ra. Chúng ta bỏ cái tấm này ra để chúng ta có thể lắp motor ở bên dưới. Với cái sản phẩm này, với cái model 1050 này, một sản phẩm của Vinatota thì thương hiệu sẽ được dập ở trên máy này. Ở trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các cái sản phẩm của các cái thương hiệu khác nhau, nhưng Vinatota vẫn là một cái thương hiệu mà được khách hàng đón nhận tin sử dụng rất là nhiều. Quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể nhìn thấy ở đây các bộ phận mắt vít, mắt ốc rất là cẩn thận. Và chúng ta lưu ý là sau mỗi một lần chúng ta sử dụng máy hoặc trước khi mà chúng ta vận hành máy thì mọi người chú ý giúp em là chúng ta sẽ kiểm tra lại các cái bộ phận ốc vít của máy để khi mà chúng ta vận hành máy thì máy được trơn tru cũng như là sẽ không bị mất chi tiết của máy. Thương hiệu đây ạ. Ở trên thân máy đây, cái phần cửa này thì mọi người có thấy là dán một cái chi tiết, cái hướng dẫn chi tiết về các cái bước chúng ta phải làm như thế nào, sử dụng máy ra làm sao và vận hành máy như thế nào để máy của chúng ta được đảm bảo tốt nhất có thể. Đây là nơi mà trục buli cũng như là dây cua kết nối giữa phần xà bóng với phần motor ở bên dưới này. Model 1050 này thì sử dụng dây cua là dây cua rãnh B với thông số là B46. Để cho những cô chú anh chị nào mà mình quan tâm đến sản phẩm này, mình cần tìm hiểu các cái thông số của máy thì mọi người có thể nắm. Người để ý là hàng sản phẩm của Vinatota hiện tại ở trên thị trường đang có hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Thế nên là đây là một cái sản phẩm đã được bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái tem chống hàng giả. Model 1050 này thì 1 giờ năng suất lên tới 1 tấn 1 giờ. Mọi người có thể là trà gạo nứt sau khi được vào cối trà trắng, trà bóng này, gạo của chúng ta sẽ sáng hơn và đẹp màu hơn. Thì và cái yêu cầu của khách hàng mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ bóng, độ sáng của gạo. Một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái dây chuyền bộ xét gạo liên hoàn. Ngoài cối trà bóng này ra thì Vinmart còn cung cấp cho quý khách hàng cối sát nứt này, máy lọc sạn này, thùng thổi chấu. Quý khách hàng để mà mua sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website của nhà em thì có update rất là nhiều các cái mẫu mã, các cái model khác nhau của máy xét gạo từ dòng mini đến dòng liên hoàn.
cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.